Vườn Lan Cường Thúy xin kính chào các bác yêu lan trên cả nước nhé. Hôm nay nhà em lại giới thiệu đến các bác một mặt hàng mới, đó là cái dòng hàng tên gọi đó là Nectar 2. Nectar 2 này nó là thuộc dạng hàng trầm, giống Đài Loan. Đây. Em xin giới thiệu sơ qua là địa chỉ vườn nhà em. Vườn Lan Cường Thúy là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Đây, số điện thoại để đặt hàng các bác sẽ gọi cho em theo số điện thoại này 0981 550 768 và số điện thoại 081 789 2229. Cả hai số trên em đều dùng Zalo nhé các bác nhé. Đây, sau đây em sẽ đi chi tiết về mặt hàng này. Mặt hàng này tên gọi nó là dòng trầm Lictor này thì nó thế là dòng này gọi là dòng thân mập ú ụ này, phi 21 này. Đấy, thoi to mập chưa các bác? Bây giờ nó đang là mùa cây phát triển. Mà cây giờ đã đạt độ khoảng tầm 30-40cm rồi. Thế cây trưởng thành của nó sẽ là được tầm độ khoảng 1m nha các bác nhé. Cây trưởng thành sẽ là 1m. Thân nủ lá mít này. Khi các bác mua hàng về thì các bác nhận được hàng, các bác sẽ dỡ ra, nhưng mà lưu ý với các mọi người rằng là không, mọi người đừng thấy héo mà tưới ngay là không tốt đâu. Các bác để ngày hôm sau mới tưới nhẹ nước này. Còn các bác thích ghép vào cái giá thể chậu hoặc là gỗ thì ở trong cái trang YouTube nhà em có cái hướng dẫn cách ghép lan ấy. Đây, hàng này hàng là thân lù lá mít này, hàng phi 21 này. Các bác nhìn có đẹp không? Hoa của nó, đặc điểm cái dòng hoa trầm này là hoa rất là thơm mà bền màu. Giống cây là từ giống Đài Loan cho nên là hàng cây là rất khỏe. Rất khỏe cây. Cây rất khỏe, cây xanh mướt này, hàng này em hàng bao đẹp luôn cho các bác nhá. Cây xanh mướt khỏe luôn. Đấy, trông như là rong muống này. Cây nào cũng mập ú ụ lá mít này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Giờ nó mới đang mùa đồng mùa phát triển mà nó đang đây này, chậu này hai thân này này. Hai ba thân này này. Đang đồng mùa phát triển mà thân nó đã bằng này rồi. Nó phát triển nó phải dài tầm mét mét 2. Cao tầm mét mét 2. Thân mập ngũ hụ này. Đây. Giới thiệu qua cho các bác xem. Các bác yêu thích đặt hàng sẽ gọi điện thoại cho em theo số là 081 789 2229 và số điện thoại 0981 550 768. Đây này, chậu này còn 2 3 thân này này, chậu này 3 thân này. Đấy. Hàng em bao đẹp luôn cho các bác nhá, nhà em bán hàng uy tín. Cái dòng trầm Lictor này thì hoa rất là thơm luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây. Mặt hoa chuẩn của nhà vườn đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hoa đẹp, yêu chưa? Đấy, mặt hoa này, hoa rất là thơm luôn. Rất thơm và bền màu. À, bền này, chơi bền luôn. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một dòng dòng thân đù phi 21 nữa. Cũng tên là trầm, nhà em là hàng Đài Loan nhá. Nhưng hàng mặt hàng Đài Loan thì nói sơ qua cho các bác là cây rất khỏe, cây rất khỏe này, hoa thơm bền màu. Đây, một loại thân nù nó là trầm thiên long. Đây, cây này cũng bây giờ đang mùa phát triển này, nếu mà nó phát triển được cũng cao tầm mét đến mét 2 nha các bác nhá. Đây này, hàng mập ú luôn chưa các bác. Đấy, chậu rất nhiều thân luôn. Hai, trung bình nữa là cứ phải từ hai thân trở lên, thi thoảng mới có một cây có một thân nhá. Hai thân rồi bốn thân. Đấy các bác nhìn xem này. Mọc ú ụ này. Cái hàng trầm này thì nó cũng là thuộc cái dòng hàng trầm Đài Loan này. Hàng cây rất là khỏe. Cây rất là khỏe, cây cứng cáp. Đấy, hàng mọc ú ụ. Đấy, về cách chăm sóc mới lại tưới tắm thì như em nói là nhà em
có cái clip giới thiệu ở kênh YouTube nhà em đấy, các bác cứ chăm sóc tưới bình thường. Khi mà nhận hàng về thì ta không nên tưới ngay, ta để đến ngày hôm sau ta mới tưới. Đây, mặt hoa của nó đây các bác ạ. Hoa thì thơm lắm. Đã là dòng trầm thì hoa cực kỳ thơm luôn. Hàng nhà em hàng giống đầy chuẩn Đài Loan nên. Như trên thị trường người ta bán là cái cốc nhỏ xíu mà cái cây nó bé rớt, nhưng mà nhà em đây toàn phi 21 luôn. Cốc to nhá. Cốc to. Đấy, giá thành của người ta thì cũng chả rẻ hơn của nhà em. Nhưng mọi người cứ kêu nghe đi tên. Nghe đi tên thì bảo là ở đằng kia nó bán có bằng này. Thế nhưng mà mọi người chú ý cho em, cây nhà em là toàn cây to khỏe nhá. To khỏe cứng cáp luôn, chứ không phải là cái cây nhỏ xíu rớt đâu. Đấy, toàn cây nào cũng cây đấy là rất là mập ú luôn. Này, gốc nhiều thân nhá. Mập ú luôn. Các bác chơi cái dòng hàng Đài Loan nhà em đấy thì hoa cực kỳ sai, bền hoa mà thơm. Thân lá đều đẹp. Mình tới chơi hoa, lúc mà chưa có hoa thì mình chơi lá nó cũng đẹp các bác ạ. Các mọi người yêu thích thì bấm vào theo dõi kênh YouTube Vườn Lan Cường Thúy nhà em nhé. Nhà em thì hàng về liên tục này. Nhà em là chuyên bán sỉ, bán lẻ, giao hàng toàn quốc. Các bác cứ bấm vào kênh ấy, theo dõi nhà em này, cập nhật liên tục hàng mới, độc, đẹp, lạ. Đấy, mọi người cho mọi người xem này. Đẹp chưa? Lá mít luôn nhá. Thân mù lá mít này. Đấy, thân mù lá mít. Đẹp ơi là đẹp luôn ý. Đây này, mùa đang phát triển này. Cây này phát triển này, nó cao có phải tầm 1m2. Khi mà các bác về thì 1m2 mà đặc điểm của cái dòng cây này nè, hoa ra sai từ đầu cho đến từ gốc cho đến thân luôn, à cho đến ngọn luôn. Đấy các bác nhìn xem hàng đẹp không? Trông cũng đây, nhìn chơi cây cũng thấy thích rồi. Chơi cây cũng thấy thích rồi. Đấy. Hôm nay em giới thiệu mấy các bác hai mặt hàng, đó là trầm Thiên Long và trầm Leto 2. Đấy, các bác đặt hàng theo hai số điện thoại em vừa nói ở trên nhá. Rồi, xin chào và tạm biệt các bác nhá. Đấy, hàng đẹp chưa?